Trong tuần này thì có lẽ là mình sẽ làm nhiều hơn một video audio toys, không phải chỉ có mỗi thứ 6 hàng tuần nữa. Tức là kiểu thứ 6 thì vẫn có video audio toys, nhưng mà cơ bản là dạo này hơi bị nhiều sản phẩm cũng hay hay. Cho nên là thôi, đợt này mình làm nhiều hơn tí. Hôm nay thì mình sẽ làm về một chiếc tai nghe của Patron có tên là PWE100BWE, cho nó dễ cũng được. Chiếc tai nghe này thì thực ra mình quan tâm và cũng như để ý chỉ bởi vì thương hiệu của Patron. Patron là một thương hiệu cũng khá là lâu rồi, và trước đây thì mình đã có làm một vài các sản phẩm tai nghe không dây của Patron, nhưng mà là theo kiểu neckband chứ không phải là kiểu true wireless như thế này. Cho nên mình cũng khá là tò mò không biết tai nghe true wireless của Patron thì nó sẽ như thế nào, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cho video này nhé. Và trước khi bắt đầu thì nếu các bạn có quan tâm tới sản phẩm Patron PWE100 này thì mình mượn tại cửa hàng Sephora, anh em có thể tham khảo tại đây theo đường link bên dưới phần mô tả nhé. Trước hết thì hộp của Patron PWE100 in rất nhiều thông tin. Nào là Bluetooth 5.0 này, các bạn có aptX nữa này, các bạn sẽ có chip của Qualcomm này. Đằng sau thì các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin khác và thậm chí là có một cái hướng dẫn nhỏ nhỏ phần mặt sau luôn. Bên cạnh trái thì mình thấy in rất nhiều thông tin chi tiết của cái tai nghe này luôn. Kiểu nhà sản xuất này có thể nhồi được cái gì vào cái hộp này thì là sẽ nhồi hết luôn ấy. Nhưng mà cơ bản đấy không phải là những thông tin chính, cho nên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp xem trong hộp nó có gì. Cơ bản thì đây là một chiếc tai nghe true wireless, cho nên là nhà sản xuất chắc chắn sẽ cung cấp cho chúng ta một sợi dây sạc, và sạc này là sạc Type-C. Và các bạn sẽ có thêm một vài cái tips nữa để các bạn có thể thay thế nếu như các bạn cảm thấy nó chưa vừa lắm. Đấy là về phụ kiện, còn về sản phẩm thì sao? Trước hết thì cái case của Patron PWE100 này thì mình thấy là tương đối là cơ bản. Các đường nét được hoàn thiện ở cái mức theo mình thấy là vừa đủ. Nắp này là cái kiểu nắp nam châm, nhưng mà nó vẫn có một cái lẫy nghe khực một phát. Và cái nắp này thì nó khá là chặt nhưng không phải lúc nào nó cũng trơn. Cho nên là mình thì đấy, nhiều lúc mà nó lắp nó cứ thích kêu này này. Có nhiều lúc thì lại chắc hơn một tí. Chắc là nó không thực sự là nó quá ổn định. Tóm lại là cái nắp này thì rất là chắc. Tuy nhiên và cái lẫy đóng vào thì có vẻ là không ổn định cho lắm. Các chi tiết được hoàn thiện của cái cây này thì tương đối tốt. Mình thấy là bằng nhựa bóng nhưng mà không bị bám mồ hôi dấu vân tay nhiều. Cái loại nhựa này của hãng cũng tương đối là hay. Mặt trên thì chúng ta sẽ có chữ Patron, còn thông tin thì in ở mặt sau. Cổng sạc cũng ở mặt sau luôn, và các bạn sẽ có một cái bản lề. Cái bản lề của cái nắp này thì mình thấy được hoàn thiện không thực sự là tốt cho lắm. Và chúng ta sẽ chỉ có một cái đèn led nhỏ ở phần mặt trước, nó báo thông tin thôi. Mở nắp ra thì bên trong mình thấy làm tương đối là đơn giản. Chúng ta sẽ có hai cái tai nghe và thông tin ghi tay trái tay phải rất là rõ ràng. Cái tai nghe này của chúng ta thì làm theo kiểu dạng thiết kế khá là thông dụng. Nó giống như kiểu dạng housing của chiếc Huki S8 Plus mà mình vừa mới làm. Mà nó cũng giống như là cái dạng tai nghe của Astrotech S80. Tuy nhiên là cái nút này có vẻ đeo khá là chắc, cho nên là mặc dù là cái housing nó hơi to, nhưng mà khi mình đeo vào thì mình cũng thấy khá là chặt. Cái housing này thì theo như mình cảm nhận, nó không thực sự là nhẹ cho lắm. Trọng lượng của nó là vừa phải, không quá nhẹ. Ở phần ghi tay trái tay phải thì chúng ta sẽ có thêm một cái chữ nữa, đó là EWS. Và ở hai mặt faceplate thì các bạn sẽ có hai cái nút vật lý ở đây. Cái nút vật lý này thì không biết là các bạn có thích không. Mình thì mình nghĩ rằng là tầm giá 5,5 triệu thì nên có nút cảm ứng. Nhưng mà tùy thôi, nút cảm ứng thì nhiều khi mình cũng bấm nhầm. Lúc mà lắp tùy chỉnh tai nghe thì nhiều khi cũng quên nhầm. Cho nên là nút vật lý thì cũng là có cái lý của nó. Tuy nhiên là nút vật lý thì có một cái nhược điểm là khi mà các bạn đeo vào mà các bạn bấm vào nút vật lý thì nó ấn vào trong tai thì nghe nó cảm giác nó không thoải mái cho lắm, nó hơi khó chịu. Các chi tiết còn lại của housing được hoàn thiện tương đối là liền lạc. Và cái chấu kim loại để tiếp xúc với cây sạc ấy thì trông cũng tương đối đẹp. Ngoài ra thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tính năng và chất âm. Cái tính năng thì thực ra mình dùng một từ này không đúng, mà mình sẽ muốn nói nhiều hơn về cái quy trình hoạt động và cái cách setup của cái tai nghe này. Thì đây là cái mà mình cho điểm hơi thấp. Cái tai nghe này kết nối một cách không dễ dàng và thực sự là mình cũng thấy không thoải mái cho lắm. Nếu như các bạn không mở sớ thì mình xua kèo với các bạn là các bạn không thể nào mà kết nối được cái thằng này. Cực kỳ khó hiểu luôn. Khi mà các bạn nhấc hai cái tai nghe ra thì nó đang trong trạng thái bật nhưng không trong trạng thái kết nối. Các bạn rút cái tai nghe này ra, bây giờ các bạn sẽ phải lựa chọn tay trái hoặc tay phải, tay nào sẽ là tay chủ, tay nào là tay phụ. Đúng rồi đấy, nó làm kết nối theo kiểu chủ với phụ. Và mình lựa chọn tay phải chẳng hạn, thì lúc đó mình kệ tay trái, mình sẽ giữ 4 giây để cái tay phải nó tắt đi. Sau đó mình lại giữ 4 giây để tay phải nó bật lên. Sau khi nó bật lên rồi thì mình vẫn không nhả tay ra nhá, vẫn đang trong tình trạng giữ như thế, mình lại giữ tiếp đến khi nào nó báo kết nối pairing. Thì lúc đấy mình sẽ kết nối cái tai này với lại cái điện thoại của mình.
Sau khi mà cái điện thoại của mình nó nhận cái tay phải này xong nhá, và nó chỉ nhận cái tay phải thôi, thì lúc này mình lại phải giữ 4 giây để nó tắt đi. Sau khi giữ 4 giây để nó tắt đi xong, mình lại phải giữ 4 giây để tắt cái tay này, tay trái còn lại đi. Sau đó lại giữ 8 giây để bật cả hai cái lên, cả hai cái kết nối với nhau. Và nó sẽ không có cái tiếng nào theo kiểu là pairing left and right hay gì đấy. Nó không nói một tiếng Anh, không tiếng Tàu, không tiếng Việt, không bất cứ một cái tiếng gì hết. Mà nó chỉ kêu từng tứng cái gì đấy. Đấy, nó báo hiệu là hai cái bên này đã kết nối chủ với phụ vào với nhau. Lúc đó thì các bạn mới nghe cùng lúc song song cả hai tai nghe. Nó rất là mệt. Cái cách kết nối của cái tai nghe này, nếu mà để cho nghe được cả hai bên thì cực kỳ mệt. Và mình không hiểu tại sao Patron lại lựa chọn cái kiểu kết nối kỳ lạ như vậy. Cạn lời. Và với việc là chiếc tai nghe này có thể hoạt động rất độc lập cả hai bên tai, thằng nào muốn làm chủ cũng được, cho nên là các bạn có thể đàm thoại từng bên rất là dễ dàng. Và mic theo như mình thấy là khá tốt, đặc biệt là trong tầm giá 1 triệu rưỡi này thì các mẫu tai nghe này thông thường là đã có mic khá là tốt rồi, anh em yên tâm mà có thể đàm thoại. Tuy nhiên nếu đàm thoại nơi đông người thì chắc chắn là các bạn sẽ phải gào thét một chút rồi. Thời lượng pin theo nhà sản xuất công bố là 6 tiếng khi nghe nhạc. Tất nhiên nó sẽ còn phụ thuộc vào cường độ âm thanh của các bạn bật nhạc to nhất xong các bạn dã liên tục thì có thể là sẽ chỉ được 5 tiếng hơn thôi chẳng hạn. Còn mình thì mình dùng không đến mức đấy, mình chỉ dùng khoảng độ 2 tiếng một ngày thôi, thì mình thấy là vẫn ok với nhu cầu sử dụng của mình. Còn các bạn nên lưu ý, cái cây sẽ có thể sạc được khoảng độ 5 lần cho chúng ta tổng thời lượng sử dụng là rơi vào khoảng độ 30 tiếng. Khác với một số sản phẩm ở trong tầm giá 1 triệu rưỡi mà mình thường đã có review cho các bạn, thì cái sản phẩm này nó có một điểm nổi bật hơn một tẹo, đó là sản phẩm của Patron sẽ được kết nối và điều khiển thông qua cả phần mềm nữa. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Patron Connect và các bạn có thể tải dễ dàng ở trên App Store hay là CH Play. Cái việc update firmware sẽ giúp cho tai nghe của các bạn hoạt động một cách ổn định và có thể là nâng cấp trải nghiệm nghe của các bạn sau một khoảng thời gian sử dụng nữa. Bên cạnh đó thì đối với những cái app tai nghe thì rõ ràng cái việc mà có thể tùy chỉnh equalizer cho phép các bạn tăng cường thêm bass, treble hay là mid tùy theo sở thích của các bạn là một việc thông thường rồi. Chỉ có điều là phần mềm này của Patron thì mình cảm thấy không thực sự là ưng lắm. Nếu các bạn muốn dùng thì các bạn sẽ phải dùng một cách rất chi là vô học như mình soi soi vào một cái điện thoại khác. Bởi vì là nó không thể có tiếng Anh, nó chỉ có thể tùy chọn là sử dụng tiếng Anh qua thông báo bằng giọng nói hoặc đổi tiếng Hàn. Còn menu ở trong app thì nó nửa nạc nửa Anh và cái Hàn nó chiếm khoảng độ 80-90%, nhìn rất khó chịu. Còn lại thì những tính năng mà nhà sản xuất cung cấp cũng khá là hợp lý. Các bạn sẽ có một vài tính năng cơ bản, ví dụ như là aptX, cái này sẽ giảm thiểu độ trễ và cũng như là truyền tải fine lớn hơn một chút. Các bạn sẽ có Bluetooth 5.0, cái này là một kết nối khá là mới. Và thậm chí kể cả những sản phẩm như Huki S8 Plus mà lần trước mình có giới thiệu đã có Bluetooth 5.0 thì không có lý do gì sản phẩm này lại không có cả. 5.0 sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm pin hơn và cũng như là kết nối tốt hơn. Mặc dù vậy, với aptX thì mình có thể cho các bạn xem độ delay, độ trễ thì nó vẫn như là thường xuyên như là xưa nay thôi. Vậy thì còn về chất âm thì sao? Nói về chất âm thì trước hết các bạn cần phải biết qua một chút về thông số. Thì Patron đã hợp tác cùng Qualcomm để trang bị công nghệ âm thanh Hyper Fidelity Hi-Res trên nền tảng chipset QCC3026. Chất âm của chiếc tai nghe này thì theo mình thấy là chấp nhận được ở trong tầm giá 1 triệu rưỡi. Thực ra các cái giải của chiếc tai nghe này nó khá là cân đối. Các giải đều có âm lượng tốt và cũng như là độ chi tiết âm trường rộng, nghe không bị hẹp và không bị khó chịu. Nói về giải bass thì thực ra ấy, cái cảm nhận ban đầu của mình là ồ, bass xuống cũng hơi sâu một tí. Thế nhưng mà nghe qua thêm thì mình thấy rằng là cái bass này nó hơi bị loang và nó không tập trung, đánh nó không thực sự gọn và nó đánh hơi bị tràn lan khắp mọi nơi. Bass nghe kiểu nó hơi kỳ lạ. Cái cách xử lý bass như thế này thì mình không ưng cho lắm. Nếu như để mà so với những mẫu tai nghe mà nó không có bass thì chiếc tai nghe này cái bass có thể coi như là nhỉnh hơn một tí đi. Vì nó cũng có nhưng mà nó thiếu kiểm soát quá, cho nên là mình cũng không thực sự quá ưng về cái giải bass của chiếc tai nghe này. Hai giải còn lại thì được xử lý tốt hơn, giải mid và giải treble như mình đã nói đều là cân đối. Mid có chi tiết vừa đủ, không quá nhiều. Giải mid không bị bó hẹp, không bị bí và các âm thanh lên được tương đối là tròn trịa. Còn giải treble thì theo như mình thấy là xử lý tốt hơn một chút so với mid. Nó không bị shift,
nó không bị harsh, nó không khó chịu và nó cho mình một cái cảm giác tương đối là mềm mại. Nghe những bài mà kiểu ngọt ngào một chút thì mình thấy là nó cũng vào. Nói chung là mình đánh giá cao chiếc tai nghe này ở giải trap, giải mid. Còn giải bass thì mình không đánh giá cao lắm. Tức là các bạn đều hiểu nhầm nhá. Tức là cái tai nghe này theo như mình thấy là nhà sản xuất cố gắng là cân đối cả 3 giải, chứ không phải là cái tai nghe này chỉ thiên trap. Không phải đâu nhá. Cái tai nghe này nó thiên đều cả 3, nhưng mà không phải cái nào nó cũng làm tốt. Các bạn hiểu không? Tức là giải trap nó có thể làm tốt hơn, giải mid từ giải bass là xuống. Đấy là cái cảm nhận của mình. Và với mức giá là 1,5 triệu, chính xác là 1,550,000. Nếu như so sánh với Mi 4O5 thì thực ra là mình cảm thấy mình ưng Mi 4O5 hơn một chút về chất âm. Bù lại thì chiếc tai nghe này có lẽ là mình sẽ thấy là nó phù hợp cho các bạn nếu như các bạn muốn có một cái housing nó to bản hơn, nút bấm vật lý nó chắc chắn hơn. Và cái hai cái housing này có thể hoạt động rất rất độc lập với nhau. Như mình đã nói từ đầu thì các bạn có thể tùy chọn tay trái tay phải đều có thể là chủ hết. Cho nên là các bạn có thể sử dụng với cả hai điện thoại khác nhau, cả hai thiết bị khác nhau. Nó cũng là một sự lựa chọn khá là hay. Và với mức giá này thì mình cũng thấy hợp lý. Và các bạn sẽ được tặng kèm thêm một bao da. Tất nhiên là đồ tai nghe thì mình luôn luôn khuyên các bạn rằng là mình sẽ đánh giá và trải nghiệm qua dựa theo cơ bản và tiêu chuẩn của mình. Các bạn cảm thấy các bạn tín luôn, các bạn mua luôn thì cũng được. Nhưng mình luôn luôn khuyên rằng anh em hãy đến tận nơi nghe thử thêm đã. Vì thực ra tai mỗi người là mỗi khác. Mình sẽ cố gắng truyền tải thông tin rõ ràng và chính xác nhất đến các bạn. Nhưng dẫu sao nó vẫn chỉ là thông tin chủ quan. Video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn có quan tâm tới sản phẩm Patron PVKE100 này thì các bạn có thể tham khảo tại đường link bên dưới mình để tại Sephone S. Sephone S đang bán cái tai nghe này và như mình đã nói là tặng kèm cả báo da. Mức giá thì khá là tốt. Còn hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye.